Ở bên Dubai, một cái nước sa mạc giàu có, giàu quả. Mà con thấy tự nhiên xe nó trôi giống như là lục bình trôi vậy. Thấy tức cười không? Cái nước đó tối ngày quảng cáo. Bữa hôm còn như hụi rồi, ô ba dẫn con đi Dubai, bên đó đẹp nhà lầu đó. Cái thù nó ngồi giải thích nó, bây giờ nó hết dám đi. Con có biết à? Một cái nơi mà sa mạc, lúc nào cũng trên 110, 120 độ mà bão cát nữa nghe. Nó không có nước, nó không có cây, và nó không có cái phong cảnh gì vui ngoài mấy cái building thôi. Nhưng mà nó quảng cáo riết, nó cũng bị nhiễm tên đầu của thế giới. Nếu mà nó không quảng cáo, cái đó gọi là Dead City. Mấy con có tưởng tượng ra vậy không? Còn cái Thiên Long Sơn chúng ta, trời ơi, hoa anh đào nào, quay qua anh đào. Gió mát nữa không, có view nào, Silicon Valley. Mình tưởng tượng ở dưới là cái hãng Apple của Steve Jobs làm ra điện thoại iPhone cho mình. Cái này là thiên đàng. Nó chỉ thiếu cái building sang trọng như kiểu Dubai thôi. Cái này mới gọi là thiên đàng. Còn bên kia là địa ngục. Trời, 120 độ con qua đó làm gì, chả chui trong phòng. Con có hiểu không? Las Vegas của mình nó không có nóng bằng ở bên đó đó. Las Vegas nhiều khi 110 độ. 110 độ là có 40 độ C. Nhưng mà Las Vegas vẫn còn có chỗ chơi. Nó có sòng bài. Nó còn có đi bộ rồi được băng đêm đồ. Mấy con ngồi phân tách đi. Người cái gì mà cái miệng rộng mà quảng cáo nhiều là chỗ đó là chỗ chết của họ đó. Còn thứ thiệt không quảng cáo. Thiên Long Sơn chúng ta có cần quảng cáo không? Thiên Long Giang có cần quảng cáo không? Ai vô những nơi này tâm tánh cũng vui, an lạc, thanh bình, mang sự bình an trong những giây phút mà ngồi trên núi này. Mấy con ngồi thấy ở đâu mà cả cái bát do mấy con hay nhà mấy tỷ phú cũng chưa có những cái cảnh này nữa. Ở sau lưng mình có bố ông Tứ Đại Thiên Dương. Đừng có tưởng mà ông là tượng nghe, mà ông thiệt á. Mà ngồi chỗ nào mà có Phật đâu phải là dễ tìm. Bây giờ con đi vô Ba Vàng Tam Chúc hay mấy cái chùa lớn của Việt Nam ở đây, từ Houston qua Nam Cali đi, làm gì có mấy vị này trong đó. Tại chỗ đó tiền bạc bạc mấy vị đâu có ưa đâu. Ở đây mình ngồi ở đây vừa mát, vừa có cây, vừa có cỏ. Này của ông Thái làm, bữa nay nó bỏ rồi, nó không lên nữa. Nó có tập pháp môn gì không biết. Rồi có chư Phật, có mấy vị, có cha, có mẹ, có thư phụ ở đây nữa. Những người nào mà không có nghe lời dạy của thụ đúng, đọc kinh Thiên Tâm về núi lại cho mẹ, lại cho mẹ mỗi ngày trên điện mẫu, cũng giống mình sao rồi á. Còn những đứa mà làm biến tắm rồi, nó không chịu tắm luôn, rồi bỏ, nó sao lãng cha mẹ, sao lãng kinh Thiên Tâm, sao lãng núi Thiên Long Sơn luôn. Mỗi lần nghĩ về đây là giống như là mặc cảm, tại vì con người nó trượt nhiều rồi, là một nó thuộc về một thành phần thế giới khác. Cứ ở dưới thế gian trong luân hồi lục đạo, thù có hứa tất cả những họ thiên mà có duyên thù dễ anh chán á, đưa về trời hết. Nhưng mà những đứa nào mà nghe lời làm đúng lời thù dạy thì kiếp này. Còn những đứa mà làm không đúng thì thù cũng sẽ đưa. Nhưng mà có thể vài trăm kiếp sau á con. Tại thù đâu có nói ngày giờ đâu. Đúng không? Bị chí dũng mà tự đút đút đi. Mà mỗi một kiếp mà phải đầu thai thành người Việt Nam, phải biết bò lên Thiên Long Sơn chứ lỡ như đầu thai làm người Ecuador hay là người sao Africa rồi sao biết đường về núi. Thì cũng vài trăm kiếp cũng đâu có lâu đâu, vài tỷ năm. Còn đứa nào mà nghe lời vô dạy thì đời này về chảnh một lượt. Đó là lời nguyện cho hội, không có quỵt lời hứa. Nên nó mới gọi là sàng lọc á.